Xin chào tất cả mọi người, hiện tại mình đang ở Vinber, ở căn 3702. Đây là căn của 8 anh em mình đang thuê ở đây. Và mời mọi người đi cùng em vào thăm cái căn này. Đấy, để cho những anh em nào chưa được đi, đấy, giữ lại quan điểm. Đây là vợ em. Đây là hành lý của mọi người. Đây, tiến vào bên trong thì sẽ có những cái hai gọi là cái ghế chờ. Bên này là phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh là phòng vệ sinh chung cho tất cả mọi người. Đây là căn bếp. Đây là khu bàn ăn. Đây là bên vệ sinh. Và đây là phòng toàn trang mật của mình với vợ mình. Đây, mời mọi người chiêm ngưỡng. Rất là đẹp. Đây, thì là cái căn Vinber này đã chuẩn bị cho bên em. Đây là gọi là chăn này. À, đây là khăn mặt à? Hè phết nhỉ. Này rồi, Heavy Holyman. Ô gì. Này, rất là đẹp. Và view này là nhìn ra hồ bơi. Ôi trời, quá tuyệt vời. Đây. Đấy, rất là đẹp. Đây, và căn này anh em được mở cái tủ này ra xem nào. Mở tủ ra. Ồ, mở ra phát tên đèn mở luôn. Khá là à, đây. Hơi hơi quỳ. À, chà chà. Kimono. Kimono. Đây, đây là phòng vệ sinh. Ngủ sổ. Rất là đẹp. Phòng tắm này tắm được hai người. Ui sợ tím. Mấy em chuyển qua phòng mấy anh em bên kia. Cái hồ bơi này cũng không to lắm. Lát nữa em lên trên nhá. À, lên trên. Đây là căn số 0. Quái đây. À, đây là hiển. Đẹp phết này, to ghê này. Không có bồn tắm. Không có bồn tắm đâu. Không, không có căn nào bồn tắm đâu. Bên này có. Ơn cả. Sao đây có hả? Anh Thành không được rồi. Không được, cái này của em anh Thành ơi. Đâu, tên đâu? Thành là linh của anh Linh đây. Đúng mà. Bộ tắm thích thế. Có phòng anh có. Không có này. Từ đây. Rồi xem phòng. Phòng này 2 giờ. Phòng này thì bạn của cung thì 1 giờ thôi. Đúng ý luôn này. Thì không có bồn, làm gì được. Đẹp như của Tấn Minh Thành. Tôi làm gì có bồn đâu. Ông chào anh em đây. Chào anh em nhá. Chào anh Tấn và những người bạn. Có mỗi phòng này 2 giường. Anh Thành VT, anh Thành ơi. Có anh Thành còn VT cả của em. Có anh Thành VT quá. Bồn tắm này. Anh Thành ơi, đi massage nhá. Anh Thành ơi. Anh Thành ơi. Đi massage nhá, đi massage nhá. Đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Đợi gì? Hiển ơi. Đi, đi, đi. Đi. Đi không? Đi, đi, đi. Anh em tôi đi massage nhá. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em ở những video lần sau. À, xin lỗi, tôi đi ra quay quả bể bơi cho anh em phát. Không anh em ở nhà không được đi, buồn. Ở trên cũng có. Ở dưới có bồn tắm cơ. Ở trên có bồn tắm cơ. Có anh Thành, VIP. Ừ, mỗi một phòng có. Đây, phải bơi đây, phải bơi kín kín. Nói chung là bơi được, sâu phết đấy. Đấy. Căn cũng bình, cũng gọi là đẹp, quá tuyệt vời luôn. Rồi, giờ là tạm biệt thật nhá. Chào tất cả anh em. Và hẹn gặp lại ở những video lần sau.